Đi câu cá nha anh em nhá. Đây là ao nhà mình. Đẹp không? Mình câu cá chấm mồi chuối kia, phao kia đó đấy, có con búng đây rồi. Sao hả chú? À nay lại gặp nhiều người câu quá nhỉ. Muốn ăn cá câu ngồi lâu mới được. Không gọi được mình kèm có con lưới mượn nhỉ. Thằng chết không đi đâu mà gọi điện. Gọi lại. Mình được lưới dù cho ông đây thì một đỗ thì. Đúng rồi. Cá to chẳng có chứ cá bé thì cũng phải được 15 cân. Ông đâu có làm một đỗ 20 cân. Ăn nhè. Hôm ý lưới ở đâu rồi? Lưới là... Đấy, có tôm vào đây thế. Có. Ông đâu đây? Có chứ. Ông xe đạp điện à? Nào chả thấy có tiếng động. Có hơi rung rung. Không gọi được chúng mình nhà chú... Không gọi được. Không, tao gọi thì nó nằm. Vớt ăn kia nhỉ? Không, vớt cất chứ chứ. Áo dưới này tôm nhiều. Áo đấy, cũng có đấy, thương. Gần quá. Vào chỗ nhỏ này. Ui, nhỏ nhỏ này. Áo dưới nhỏ. Đây, 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 đây. Ui, ui, múc vào chứ. Và lấy cái vỏ cái giá này ra cái chầu. Đây, cầm này, cầm này, xúc xúc. Hất, hất phát, thế. Đấy, cái con này đi nhặt đâm một tay. Mấy lượt thì nào ăn nhòe. Ba phát là ăn nhòe. À vâng. Cá hôm nay sợ. Toàn cảnh đánh lưới nhá. Này. Chơi một cây sào căng thế này. Ý. Ánh nắng chói chang. Đấy, căng sang đến bên kia. Đi sang bên này quay. Cho đâu đây thôi chứ nhỉ? Cho nó hết lưới đi chú. À bên kia cứ thả cho hết lưới cho nó trùng cho bố ạ. Đấy cũng được. Cho ra nữa cho nó trùng trùng lại.
con trắng chim. Các anh thấy được rồi, còn thừa bao nhiêu đầu khéo lại giải quay lại. Chết rồi, chết rồi. Bố. Gợi mẹ cào. Gợi mẹ cào. Bố ơi. Giữ ở đấy xong lúc làm mà lấy cây khà xào khều cái đầu nó lại quay lại đằng này được không? Không cần đâu, bằng này là dính đây. À, bằng chỗ lội vào ở kia nhún nhún kìa. Lão ơi, Lão cứ nhìn cái này thế nhỉ. Rồi, một con dính rồi. Dính rồi à? Dính một con rồi. Chim chim kìa. Đâu, đâu xem nào, quay này. Rồi. Nếu mà nó dính cái thì nó... Thôi được rồi, kệ thôi. Bình tĩnh đã, bình tĩnh thì em cắm cái cẩu vào đã. Nó lại đây xem tôm đi. Đi. Bò. Gấu gấu. Tôm đâu rồi, lại xem tôm cái. Cho mình xem cái này. Đi lại đây xem. Đây anh em. Xem tôm nào. Mày bỏ lá ra dần nào. Xem kết quả. Rũ đi. Rũ bỏ bớt lá đi. Đây. Không phải bỏ, cứ để đấy. Nhặt lên thôi. Có cả cua, có cả khoai. Cắt được cả con cua à? Cắt được cả cá. Nhiều phết đấy, không thấy ít đâu. Mẹ nào cũng khá phết nhỉ. Ui hồi ôi. Như này cơ mà. Có con cá chê đâu? Cá chê thả rồi. Thả bé quá. Vào tay không bắt. Vứt nốt cái kia nữa. Có bằng như như lên. Rồi. Toàn tôm to mà được khá nhờ, ở này mà không có hơn chục cái vó mà đi thêm nữa thì cũng mà ăn ăn bới chưa lời. Có 5 6 cái vó. Một chậu nhỉ, có 5 6 cái vó mà đi có mấy lượt, 4 lượt à? 3 4 lượt. 3 4 lượt. Cả chậu này. 3 lượt. Thôi gọi thả vào để cho nó đỡ nhảy ra, mình đi bắt cá đã. Rồi, thôi đi. Thơm cái nào? Chiu. Thơm cái nào này? Này. Quý lên chưa? Úi, úi dồi, con kia lao ác nhờ. Chỗ kia có con dãy ác liệt lắm rồi. Đấy, lưới càng xịn càng tốt. Tại vì lưới đều thì nó cũng mắc đấy. Nhưng mà mắc xong nó búng phát đi. Ý, con kia dính à, kéo cả cái đầu lưới đằng này thì mạnh lắm. Cháu sang bên yếm này. Cầm cái khảo sang bên này. Đây không vướng tay rồi không cua được. Vứt lên bờ à? Đập đập thế nào? Đấy. Úi, úi. Ác chưa? Ui giời, trên ngọn ao kia cá lao mầm. Ai? Nhảy ngay chỗ này à? Nhảy qua lưới thì...
nắng quá, đi soi từ bên này qua thì hơi nắng, ngược chiều mặt trời. Đúng rồi, lúc đi qua đây đã thấy nó chạy. Vụt phát là nổi luôn à? Ấy, ấy. Ấy. Con này vẫn trong lưới thì phải. Căng lưới. Ôi. Tôm đủ ăn rồi. Vụt vụt đi chú. Ra rồi à? Lưới này chứng tỏ vẫn chưa ăn thua nhỉ. Này mà vào cái loại lưới khủng ấy, vào con nào là chết chắc con đấy ấy, thì nhân thua. Con kia nó còn ở đây không? Kéo là thấy ra luôn đấy. Nhưng mà nó còn không hay ra rồi. Còn chứ. Ê, đi mượn vật cái đã nha. Lội xuống à? Ừ. Thế à? Gấy mất đầu này nhỉ? Gấy về là khác cái ảnh. Nãy có con ở đây nó phi đi mất à? Đi. Đi à? Đi. Con này đầu này. Điếu đâu? Nhẹ lắm đúng không? Nhẹ lắm này thôi nha. Nhưng lên nó phải dư đằng này chứ. Không. Hay nó ra hết rồi. Không chắc rồi. À vẫn còn. Còn có mỗi con rồi. Còn hai con, trên còn hai con. Nhưng mà không to lắm. Phải đập ở bên này tiếp đi chú. Tao lại phải sang cái bãi cái tí rắn. Nó có sao đâu nhỉ. Có cần đi mượn không? Không gì. Không có đâu, hôm nào hỏi mượn có đâu. Ừ. Không có, nó bứt bưởi này nó mượn. Đấy, lào trứng đời, úi giời bơi. Bố nào làm video kiểu gì toàn cắt mất nào đi. Cắt nào đâu. Chả thế nào đâu. Nào đây. Dậy áp hết đây. Lào hôm nào đi bắt cá có mặt nhờ. Úi giời ơi. Úi giời ơi. À, xoay bố lên nó chạy. Đây là thế này này. Đấy là thế này nó từng chụp ảnh. Tao đáng chụp ảnh nào. Chụp này. Nào mẹ Lào đâu dí mặt vào để chụp ảnh nào. Nên nè chụp này. 2, 3. Và rồi mấy ảnh rồi. Mãi. Thấy bố là lại rụt. Buồn cười lắm. Đang ấy thì này.
Ý, cười rồi. Mang ấy về trước đi, mang tôm về đi. Đây. Phải ốm chưa? Trời ơi. À bác cả cái này về luôn. Lúc nào phải ốm chưa? Không, không con gì cắn à? Chẳng có con gì. Bác quay. Mèo mèo. Ngã đấy bây giờ. Đây cứ qua cầu đi đưa. Gà mờ quá không có con nào. Ừ. Này 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 cầm này. Bị trước nha. Rồi. Gấu đâu sang đây? Gấu đâu sang đây? Mày kiếm cho anh cú đá. Ai à, lạnh gớm đấy. Nhưng nước có ấm không? Lạnh. Nhụng ở đấy là nó đi rồi. Bây giờ sâu bùn à? Nước có mấy đâu. Thôi mất công xuống thì vậy. Từ từ rồi. Mè cũng ăn. Hay là lấy lưới cuốn cuốn mấy vòng vào. Sao lại mè điểu không ăn được? Mè hoa cũng ăn. Cân bằng hơi gì. Ừ. Chẳng phí mà cũng chẳng ăn được à. Mẹ tí à? Ừ. Thế khéo mỗi con đi chứ. Bơi bùn đúng không ạ? Có được, con đi ra mất rồi, con đi ra rồi. Cắm mập. Thế khéo ra hết rồi thì gai. Tưởng lưới thế nào, hóa ra lưới khéo còn đều hơn lưới kia. Dán lại dán lệch này. Ừ, tao dùng máy nó đây. Ấy. Để ta đi sang bên kia. Cá mè rành.
Bỏ lên. Gì? Có con gì to không? Con rô phi thôi à? Rô phi thì kệ bố nào đây. Hết rồi à? Con mè kia gỡ vứt ra. Đi hẳn vào bờ, lên hẳn trên này. Cho chắc ăn. Thôi, thôi cứ lên đây, lên đây. Đây thả hẳn một túi. Nó nhảy như vậy. Đây. À. Bọ công lội xuống rồi. Ao, lên hẳn trên này cho chắc. Đấy. Vừa dẫm vào gốc cây. Rồi. Vào túi này. Đây đã. Không vứt tiếp.